các bác nuôi chim là các bác cố gắng bón cho đến lúc nó thuần người, nó theo tay nó bung cánh cái này, bung cánh nhá. Đấy, bây giờ là nó là như vậy, mình phải chơi cái cánh nó rung cánh nó thuần. Đây là đôi mồng vòng vàng nhé. Đấy. Đấy. Rất là thuần luôn. Đấy, em bón hộ cho các bác. Đây là rất là thuần luôn. Đấy, búng cánh. Cực kỳ thuần luôn. Đây. Biết tự mổ nhá. Em hướng đến các bác nào mà tóm lại là cực kỳ là thích cái dòng thuần thì em để cho cái đôi vòng vàng này nhá các bác nhá. Em bón này bên mổ cứng 2 tuần nay rồi. Thì đôi này em gọi là mã số vòng vàng, bón siêu thuần. Đó, một con vòng vàng ở bên trong nữa mà con này. Đấy các bác, một đôi nhá, một đôi con trống có mái, giọng thổ phấn hồng, không nai tạp. Em để cho các bác với cái giá hữu nghị luôn nhá. Hữu nghị luôn trong tháng 8. Đấy, là bao ship 700k. Đấy. Em gọi là mã số 17 đi nhá. Mã số 17 của buổi tối ngày 17 này nhá. Đấy, bấm một tí đuôi. Vẫn còn rung cánh này các bác. Vẫn còn rung cánh này. Chim nó phải thuần thì nó mới búng cánh, nó theo tay người các bác nhé. Đó. Ở đây em nhốt có mấy đôi, đôi nào ra đôi đấy luôn. Đôi nào vòng hồng là vòng hồng, đôi nào vòng trắng là vòng trắng. Đây các bác. Đấy, như hiện bây giờ là cái đôi vòng vàng là nó được đánh dấu bởi vì nó thuần nhất. Em sẽ bán trước cho các bác nào chốt nhá. Đôi vòng vàng này là thuần nhất, em bán trước cho các bác nào chốt được. Ok. Đấy, mã số 17.